một viên kim cương nặng 3,43 cara, màu tím hồng lộng lẫy, có tên gọi là bong bóng hồng, được bán cho một nhà sưu tập vô danh với giá hơn 7,5 triệu đô la Mỹ tại nhà bán đấu giá Christie's Asia hôm 28 tháng 5. Phiên bản đấu giá này nằm trong chuỗi đấu giá các châu báu mỹ lệ của nhà đấu giá Christie's mà các chuyên gia đấu giá cho rằng có giá trị tổng cộng trên 44 triệu đô la. It's one of the strongest pink. Probably the strongest pink I've ever seen. Đây có lẽ là màu hồng thẫm nhất mà tôi từng thấy trong cả cuộc đời 50 năm làm chuyên gia nữ trang với Christie's. Viên kim cương này hết sức quý hiếm vì không hề có tì vết, nghĩa là cực kỳ hoàn hảo.